Em Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Trường Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một ngày mới. Hôm nay là một ngày buổi sáng ngày thứ bảy cuối tuần các bác ạ. Một buổi sáng ngày thứ bảy cuối tuần. Thời tiết thật sự là đỉnh điểm, nóng luôn mọi người. Đã bước sang mùa thu rồi nhưng mà thời tiết ở ngoài Bắc những ngày này nó vẫn đang dã man luôn. Thì hôm nay là báo hiệu một ngày đỉnh điểm của nắng. Nắng luôn, bây giờ mặt trời đã lên rất là cao và nắng cháy chói chang luôn. Thì tranh thủ buổi sáng em xin quay một clip và chia sẻ mọi người những cái sản phẩm mới anh em nhé. Anh em nào thích món gì thì nhớ liên hệ bên em để chốt đơn các bác nhé. Trước khi mọi người xem clip thì anh nhớ dành cho mình xin một like. Anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh của em mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì thôi, do cái thời tiết nó nắng nóng thì chúng ta sẽ đi vào clip luôn, không dông dài đâu mọi người nhé. Anh em yêu món gì thì lại. Thì trước tiên giới thiệu mọi người là một cái bức thọ, một củ thọ. Thường thường bên em làm cũng củ thọ thì các em sẽ làm bằng gỗ hương ta, gần như là 100% em đều làm hương ta và mình đều cố gắng tìm những cái gốc này. Anh em có thể nhìn những cái da gỗ đây, đây đó chính là những cái da nguyên bản ở gỗ ở rừng, nó sẽ như này mọi người nhá. Đấy, đây da đây, nó là cái gốc những cái rễ. Anh em nghĩ đây nó là cái rễ hương, là chính xác hơn là cái gốc, bởi vì gốc của nó phải to. Đây là những cái rễ này, nó có những cái nu này. Thì rất nhiều anh em hay thường thường hay lăn tăn về cái vấn đề là những cái này về nó có bị làm sao không, thì cũng chia sẻ mọi người anh em yên tâm đi, bởi vì cái này nó đã ở rừng mà nó ngâm trong lòng đất này, mà nó còn không việc gì. Thì bây giờ về bọn em làm sạch sẽ, quay sạch sẽ sơn xi vào cho mọi người rồi thì anh em chơi vô tư đi nhé mọi người nhé. Đây nó là một trong những cái sản phẩm, nếu phải nói về chất thì nó cực kỳ bền mọi người nhé. Bền vĩnh cửu luôn đấy, hai bền vĩnh cửu luôn đấy, bởi vì là những cái rễ mà. Đây là những cái rễ này, đây, những cái gai nu rồi. Đấy, chúng ta ngắm lên bên trên là khi mà bên dưới là cái da, và khi đục ra này mình nhìn cái vân này rất là đẹp luôn. Màu sắc tươi tắn, gỗ hồng nhìn rất sắc nét và đẹp. Đó, đây anh em nhìn, mọi người thấy cái vân của nó kinh không? Nó là những cái rễ, là vân của nó dã man lắm anh em ạ. Anh em lưu ý giúp em, mà trên này là hàng này không có tim nhé, hàng này cũng không có tim luôn nhé. Nó là cái rễ, nó sẽ ít tim hơn là hàng thân. Hàng thân thì cái tim nó sẽ rất là nhiều, và những cái rễ này thì gần như nó chẳng không có tim, đặc hết người nhé. Hàng thì nói về chất gỗ thì không phải suy nghĩ. Thứ hai nữa đến là cái độ đẹp cũng không phải suy nghĩ. Và dặm màu hay vẽ vân thì chắc chắn là sẽ không có rồi. Dặm màu hay vẽ vân thì chắc chắn không có mọi người nhé. Bên dưới này có đục thêm một chút cò nhỏ nhỏ xinh xinh đây này. Đấy, mình gọi là thọ cò. Đấy, nó là cái rễ thôi. Cái này thì anh em mua về anh em bày vào những cái không gian kiểu phòng trà hoặc những cái ô cầu thang, ô tường, mọi người bày một củ thọ. Củ thọ là tượng trưng cho trường thọ đấy anh em, sức khỏe. Mọi người gỗ rất đẹp luôn. Giá thì cũng rất là mềm mại, vừa phải thôi. Anh em dễ chơi, dễ trúng thưởng lắm. Nó không có gì là cao cả. Không có gì nó quá cao mọi người. Giá rất mềm luôn. Đấy, món cò. Rồi em xin phép đo kích thước cho mọi người nha. Về chất lượng thì không phải nghĩ đâu, giá cả cũng mềm thôi. Thực ra những cái bước này, cái tiền công đục thì bọn em chỉ trả cái tiền công nó rơi vào tầm khoảng 1,5 triệu mọi người. 1,5 triệu tiền công. Những bước này thì mất tầm 1,5 triệu tiền công. Không khoảng đấy thôi, nhưng mà có thể nó không đến. Không đến đâu. Em sẽ đo kích thước em. Cái chiều cao của bức này là 52,5 mọi người nhé, 52,5. Đó, nguyên một cái rễ. Chiều rộng của bức này là 26, cái chiều rộng là 26 này. Còn nó cũng khá là sâu luôn đấy. Sâu của nó rơi vào tầm 25. Nói chung mình cứ gọi là vuông 25. Cao 52,5 và vuông 25. Về chất lượng phôi thì anh em yên tâm. Độ bền theo thời gian thì chắc anh em chưa hết đời các bác. Đến đời con, đời cháu các bác cũng không thể hỏng được những hàng như này. Không thể hỏng được. Giá giao lưu mọi người này, 1,9 triệu thôi anh em nhé. 1,9 triệu không ship nha anh em nhé. Giá hợp lý thôi mọi người ạ. Đẹp lắm.
diện mặt cũng cực kỳ hoan hỷ luôn. Từ cái phần râu mọi người nhìn làm rất là nét luôn, nó vân nó quá xuất sắc luôn các bạn. Một bước duy nhất thôi nhé. Hàng này bây giờ khó tìm lắm ấy, hàng dễ đặt này là khá khó tìm. Bây giờ gỗ về nó cứ như nó cứ củ củ cái gì ấy, nó không có những cái dễ đẹp như này. Tiếp theo giới thiệu anh em một cái đặc phẩm châu. Cái này nhiều gỗ lắm. Nhiều gỗ dã man luôn. Sụn hương. Em đã lật qua vào cái trụ đế xem này. Đây là một cái rễ hương gốm đá. Con này to lắm. Đây anh em ơi, gỗ đặc. Đây là nguyên một cái gốc rễ này. Đấy anh em. Phôi này ba mấy cân này. Bởi vì hiện tại sau khi đục rồi bước này giờ nó còn nặng tầm khoảng 15 17 cân nhá mọi người nhá. Sau khi đục rồi vẫn còn nặng tầm 15 17 cân. Như đá luôn. Hàng sụn. Sụn hương. Là cái rễ. Em nhìn cái màu gỗ này. Như đồng luôn. Như cái màu đồng luôn mọi người nhé. Như màu đồng luôn ấy. Dã man luôn. Gỗ già mà. Già khét luôn ấy. Sừng liền hết mọi người. Anh em nhìn nó không khác gì màu đồng luôn mọi người. Không khác gì màu đồng luôn. Nặng lắm, to lắm. Liền hết. Gỗ cái đầu mà ngảnh lên này là liền, gỗ liền nhá. Thì các bác biết là cục gỗ sau ba mấy cân là nó đúng rồi, bởi vì nó to mà. Cái đầu nó ngảnh lên này là liền, cục gỗ to lắm, dày lắm. Còn đấy anh em bày cái đôn đẹp. Giá cũng hợp lý. Đây. Nó có kẹp một tí đá này. Một tí đá này. Mình cái màu như màu đồng luôn. Đẹp. Gỗ sờ mát lắm. Thì gỗ nó già không có một tí tôm mà luôn. Sờ mát rượi luôn. Để em sẽ đo sơ qua kích thước của con trâu này xem. Con này thật sự mọi người là to ấy. Không nhỏ. To. Ui. Dài gần 60 mọi người ạ. Con này to đấy, dài gần 60. Cao 32. Sâu là 26. Ui giời ơi, dài gần 60 các bác ơi. Chứ phải gần 40 cân gỗ. Dài gần 60 cơ mà cao nó 32 cơ mà. Nhìn nguyên khối. Gỗ này chất của nó dã man lắm các bạn ạ. Như cả màu đồng ấy. Hương Gia Lai mà dã man. Cái châu này em giao lưu mọi người 1,7 triệu mọi người nhé. 1,7 triệu. Nhiều gỗ của anh em ạ, giá 1,7 triệu. Cố gắng thôi mọi người ạ. Để to quá. Chiều dài là 60, anh em đi mua đâu con châu 1,7 triệu. 1,7 triệu này chắc tiền công chỉ có tầm khoảng 600-700 nghìn tiền công, chắc 600 nghìn tiền công. Có đâu tiền gỗ, bởi vì 40 cân gỗ rồi. Còn này anh em đi mua phải 2,5 đồng. Đặc gỗ như này cơ mà mọi người nhìn này. Anh em nhìn chưa? Đặc gỗ này để vân này. Sợ luôn. 1,7 triệu mọi người nhé, 1,7 triệu không ship anh em nhé. Tuyệt vời luôn này. Con này to lắm, dài 60. Cấp thật. Nặng thế. Nặng lắm, bây giờ nó phải tầm 15 cân. Như đá luôn.
đến giao lưu mọi người một cặp chó chắc rất là đẹp, chắc đen. Cái này anh em là mua cả cặp đi em bán rẻ cho anh em chơi. Chắc đỏ đen anh em nhé, chắc đỏ đen hàng liền nguyên khối 100% mọi người nhé. Liền 100% luôn cho anh em chơi. Quá đẹp này, có màu vẻ con này để anh em nhìn nó có ánh đỏ này. Đấy, hai con. À, thì tôi nói sơ qua về cái chất lượng gỗ đi, thì sẽ chia sẻ mọi người đây là hai con chó chắc Việt, chắc tàng chắc cũ. Đó là những cái đầu dễ thừa, đầu dễ thừa và được chế tác liền nguyên khối 100%. Hàng em cam kết về chất lượng là không có chắp ghép anh em nhé, không chắp ghép đâu, không có chắp ghép. Mọi người đi mua gỗ chắc chả ai dám cam kết 100% mà liền đâu, nhưng đến với em Minh là chắc em sẽ bảo. Còn những cái này em cam kết với mọi người là 100% mà liền luôn, liền 100% luôn cho anh em chơi nhá. Đây có đám nu sụn này. Liền 100% cho anh em chơi. Có hai con. Đó kích thước cho mọi người. Đây là số 1. Chè dài 25 mọi người nhá, dài 25. Dài 25. Cao 15. Và sâu là 12. Dài 25, cao 15 và sâu là 12. Chú này em để mọi người 900k vừa bán một kỷ niệm anh em nhé, 900k cam kết về chất lượng mọi người nhá. Này thì to hơn này, nặng gỗ hơn, ngày 1.1 triệu thôi, ngày 1.1 triệu mọi người nhá, bởi vì nặng gỗ hơn này, rộng 20 này, sâu 16 này và cao 18, rộng 20 sâu 16 và cao 18 này, 1.1 triệu mọi người nhá. Đấy, nhiều gỗ hơn nữa các bác ạ. Này, chất đẹp chưa, tuyệt vời luôn mọi người nhé. Bóng lừ hai em, anh em chút em nào thì alo ạ, giá không ship mọi người nhé. Theo lên cho mọi người một chú heo hương rất đẹp, đây là dễ, dễ cắt đi cho mọi người, cắt đi nhé, đặc xịt như cẩm luôn. Màu, màu gỗ quá xuất sắc, con này lục lạc luôn mọi người ạ. Hương tai em mình chọn cho mọi người gỗ này, mọi người nhìn mình biết đấy, nó là những cái củ gỗ mà những cái rễ em chọn rất kỹ và thửa toàn là chất vân vip cho anh em chơi thôi. Đó mọi người nhìn chưa, toàn là chất vân vip thôi. À, mọi người nhìn này, vân nó xoắn xịt, gỗ nó đỏ rực luôn, hồng vân nét căng như soli luôn mọi người nhá. Giá thì nó cũng mềm lắm anh em ạ, tầm giá mềm, mềm mại dã man luôn. Mọi người đi thuê được một con heo này ấy, thì có rẻ ấy thì còn mất tầm từ 800 đến 1 triệu tiền công, phải tầm 800 1 triệu tiền công đủ ấy. Thế thì em bán cho mọi người cái giá nó còn trả đến ra đấy cơ. Đây, rộng 30 này, con này lục lạc mọi người nhá, lục lạc luôn. Cao 22 này, rộng 30, cao 22 và dày này, dày tầm 18 phân, dày 18 phân mọi người nhá, dày lắm ấy, dày 18 phân luôn.
rộng 30 cao 22 và dày 18. Màu nhá, màu chất lượng, màu gỗ, màu sắc, màu vân, độ lục lạc, độ cao ráo, tròn trịa, tất cả đều ok hết mọi người nhá. $790k anh em nhé, 790k ông ship, bán một con heo được 50.000 thôi, 790k ông ship mọi người nhé. Để nhà làm ra mới bán anh em cái này thôi, chứ còn đi thuê thì chắc là không nổi đâu mọi người ơi. Gỗ chiếm nhiều quá mọi người ạ, thực sự là nó chiếm rất nhiều cái tiền gỗ. Để cho anh em cái chum nghe khá là đẹp luôn cho anh em chơi, cái chum tam nghe to mọi người nhá, vân anh em vân nu đẹp chưa, ui xuất sắc mọi người nhé. Anh em mình cái chất vân được. Đây là nguyên một cái gốc hương ta Gia Lai. Sau mình cắt đi mình làm. Vân đồ nó xuất sắc luôn nhá. Lưu ý giúp em Minh là đây là nguyên hàng một cái gốc hương ta Gia Lai và đục liền nguyên khối, trên có ba chú nghe rất là cân đối và đều. Này anh em để đun kẹp là vừa. Dùng lưu ý giúp em mà tất cả đều là liền và gỗ rất là đẹp. Mọi người nhìn thì biết đây là hương ta Gia Lai mọi người nhá. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn mọi người nhá. Đó. Một cái chum rất xuất sắc luôn. Và em sẽ quay cái mặt sau, xong là sẽ đo cái phần kích thước cho mọi người. Sụn. Đó, quay rộng cho anh em nhìn tổng thể nhé. Ba con nghe tuyệt vời luôn. Bây giờ em sẽ đo kích thước. Giá mềm lắm mọi người ạ, anh em dễ chơi lắm. Em nghĩ là với những cái giá mà em Minh đưa ra trong này cho mọi người tầm này cực kỳ dễ chơi luôn. Bởi vì để mà làm được một cái chum liền này của gỗ cũng khá là to. Thật sự mọi người rất là to. Cao 48 anh em ạ. Rộng là 42. Và sâu là 30. Bây giờ một cái chum tam nghê gỗ thì quá đẹp rồi. Đục đi rồi kích thước còn cao 48. Anh em ạ, cao 48 gần 50 phân. Mà đục liền nguyên khối, cân đối hài hòa như thế này. Ba con nghê bố trí cực kỳ cân. Cái này mọi người để đâu cũng dễ. Một cái chum quá tuyệt vời. Và các bác phải hình dung để mà tiện hay mà làm hay mà đục thì tất cả đều là phải củ gỗ rất là to đúng không ạ? Đó, nhiều gỗ lắm. Nhưng mà để em Minh để cho mọi người cái giá anh em nghe phát giật mình luôn mọi người nhá. Em xin để cho mọi người cái chum này với giá là chỉ có 2 triệu. 2.950.000 thôi. Thật sự mọi người là cố gắng hết sức đó. Không ship anh em nhá. Mọi người chia ra cho em. Bây giờ 2.950.000 thì full một cái chum này mất tầm 150.000, nó còn 2.800.000. Thì tính ra chia ra 2.800.000 chia đôi, em có lấy một nửa gỗ một nửa công, của chị 1.400.000 tiền gỗ, 1.400.000 tiền công, trong đó có công thợ và công của em Minh. Đấy, em nói rõ cho mọi người như thế để anh em hình dung được cái giá tầm hợp lý đến mức độ khủng khiếp như nào. Không ở đâu bán một cái chum hương ta Gia Lai mà đẹp này với cái giá đó cả. 2.950.000 không ship anh em nhé.
tầm này nó giá quá khủng khiếp anh em ạ. Đó, nó đẹp như thế này, to như thế này, chất lượng như này, giá chỉ cũng như thế thôi. Đó là anh em tầm này để xúc đi anh em ạ. Xúc đi. Để em xin phép em đi xuống. Quá tuyệt vời luôn. Tiếp theo cho mọi người tiếp theo mình lên cho mọi người một chú khỉ gỗ sụn hương đặc xịt, gỗ đặc xịt luôn. Này được cái con khỉ được cái là cái chất vân nó hồng và nó đẹp to lắm mọi người nhé, con này to không phải nhỏ. To lắm anh em. Đây anh em nhìn cái chất gỗ này, nó là cái rễ. Mọi người nhìn này. Nó loang lổ, vân nó loang lổ, nó sụn. Hàng này để em đều cố gắng lựa cái hàng gỗ đẹp chút để làm cho anh em chơi tầm này. Luột đấy. Nhìn con khỉ. Tuyệt vời luôn mọi người. Tuyệt vời luôn anh em nhá. Đấy. Những cái chỗ này mình tỉa lông ấy thì anh em sẽ không nhìn thấy cái vân của nó, nhưng mà những cái chỗ mà không tỉa lông, những cái chỗ mà trơn tru ấy thì mọi người nhìn cái vân nó rất là đẹp. Đó, mọi người nhìn vân nó rất là đẹp luôn. Đó. Đó, bây giờ em sẽ đo kích thước nhé, bởi con này nó khá là to, không phải nhỏ. Chiều cao của con này nó lên đến 56 phân mọi người nhé. Chiều cao của con khỉ là 56 phân này. Rộng tầm khoảng 24 phân. Dày đây là một cái bảnh rễ. Chiều dày là 17. Dày 17 anh em ạ, nó là cái bảnh rễ nhưng mà nó đặc hết nhá. Nó đặc xịt gỗ luôn mọi người nhá, gỗ đặc xịt luôn. Hàng cắt đi mà, cái rễ cắt đi mà, nó không có lũa thủng. Đây. Này. Gỗ đặc 100% cắt đi. Về cái chất màu nó rất là sáng, nó rất là sáng và đều màu. Nó không bị thâm gỗ, không bị mắt mấu, không bị thối, không bị sâu. Nói chung là trọn vẹn, một cái sản phẩm trọn vẹn cho anh em chơi. Bây giờ em sẽ cân đối làm sao mà nó đưa đến cho mọi người cái giá hợp lý một chút để anh em chơi tầm này. Bây giờ mọi người là nó cũng nhiều gỗ mà, không ít gỗ đâu. À, công đục khỉ thì nó cũng rẻ thôi, nó không cao nên vẫn bán cho mọi người cái giá hợp lý. Em để cho mọi người 1.680.000. 1.680.000 anh em nhá. Chia ra là cứ khoảng 800.000 tiền gỗ, 800.000 tiền công, công thợ công em Minh. Em Minh chắc được tầm nó đó tầm 150. 150 đến 200. Trừ đi rồi thì nó chỉ còn tầm khoảng mấy trăm nghìn tiền. Mà nó to này anh em, cao 50 mấy. 1.680 không ship anh em, tầm này giá hợp lý anh em sưu tầm. Nè, thích gỗ hương đẹp để chơi. Con này to ạ. Hôm nay thì chủ yếu là gỗ hương mọi người nhá. Em không giới thiệu gỗ gì mà gỗ hương. À có cũng là pha mà lũa. Đây toàn hàng đẹp cho mọi người chơi thôi. Siêu phẩm cho mọi người lắm nha.
kiểm tra cái đế. Ui dồi ôi, cái đế đặc xịt các bạn. Thì em sẽ là cho mọi người ngắm cái đế. Ui gỗ thơm lắm. Ui đúng là bức, đúng là hàng, đúng là hàng xịn và thơm dã man luôn. Mình em mới thơm lắm. Gỗ thơm cực kỳ luôn mọi người ạ. Ủa cái hương Gia Lai. Đợt này em làm em mới để ý là vì sao nhiều người bảo gỗ hương nó thơm. Thì em mới phát hiện ra là có những cục nó rất là thơm. Như cục này hôm nọ em bán có vài cục. Với cái chum cóc vừa rồi chẳng hạn, nó cũng rất là thơm mọi người nhé. Và đến cái cục này nó cũng cực kỳ thơm luôn. Thơm bê bê con đồ phát thấy nó thơm rực lên. Anh em nhìn cái chất hương Gia Lai chọn cho mọi người. Lục lạc. Cái này thực ra là bán gỗ chứ không phải bán công đâu mọi người ạ. Bán gỗ thì những cái giá đưa ra mọi người bán gỗ. Anh em nhìn vân đồ má nó đẹp tuyệt vời luôn. Nó không có một tí vết nào các tình yêu ạ. Cái này em đục móc ra. Móc nó tươi nhìn nó đẹp. Gỗ liền này. Sần sụ chun chớp bét cái này nhè luôn. Anh em à. Nhức cái lách luôn mọi người. Nhức cái lách luôn. Nhiều chun nhé, chun nhiều lắm nhưng mọi người nhanh quay cái chiều này mọi người thấy nó mới rất là nhiều chun đúng không? Đấy, tí em quay cho mọi người gỗ bởi vì cục này gỗ cắt đi mà, để mà có cái chất vân này thường thường là phải những cục gỗ rất là to, xong nó bị lũa ấy, bị lũa rất là nhiều, xong mình cắt mình chọn những cái chỗ lục lạc nhất mình làm cho anh em chơi. Ai yêu gỗ hương thì chơi nhá. Anh em nhìn này. Không có một tí vết nào luôn mọi người. Không có một tí vết nào luôn. Và gỗ đặc xịt. Không thủng tim nhá. Không thủng tim mọi người nhé. Rồi bây giờ để em đo kích thước cho. Kích thước cũng không quá to đâu. Nhưng mà củ gỗ lục lạc đâm ra nó rất là nặng. Anh em nhìn này. Này anh em, không gian vừa vừa anh em bày là rất là đẹp luôn. Yêu lắm mọi người ạ, à. Những củ gỗ như này yêu lắm. Yêu lắm, thích lắm. Đây là có đá đây này. Đây là đá anh em nhé. Nhưng mà chung quy là chỉ có hương ta Gia Lai, những cái hàng gốm đá thì nó mới có cái như này thôi. Chất vật này. Đẹp. Một trong những cái sản phẩm nếu về nói về chất lượng này, thì gần như là số 1. Rộng 36. Số 30. Cao 71, rộng 36, số 30 là em sẽ lấy cái phần đế nhé. Cao 71, cao 71, rộng 36, số 30 gỗ. Mình nhớ cục này là gỗ rất là dài nên mình cắt đi ấy. Gỗ hương đặc xịt 100%. Sụn hết mọi người. Sụn mới sần hết. Đẹp thật. Chỉ có một bức thôi. Không có bức thứ hai to mà đẹp như này. Không có bức thứ hai. Gỗ rất là nhiều mọi người. Đây mọi người có cái đôn kẹp. Anh em có cái đôn kẹp anh em bày vào là nhức lách luôn. Giao lưu mọi người, bức này giá rất là mềm mọi người nhé. 3.850.000 không ship. Anh em vào nhanh tay. Bởi vì tiếng gỗ rất là nhiều. Thì công không đáng bao nhiêu đâu.
nhưng mà thật sự nó là xuất sắc. Nó làm mình phải dùng một từ là xuất sắc, xuất của xuất sắc luôn đấy mọi người nhé, không có bước thứ hai. Ok, 3.850k công chí với anh em nhé. Lăng lặng kinh khủng. Ui, thơm sợ này. Thằng lũa. Một cái dễ. Đây mặt sau. Đây cũng là nguyên một cái dễ lũa Ngọc Am Hà Giang anh em nhá. Và em cho tạo tác thì một tác phẩm một cụ di lặng. Cầm lá sen. Cái này mình cào thành một cái cuốn thư. Đây thành một cái cuốn thư gỗ nguyên bản. Rất sạch sẽ rồi anh em nhé, sạch sẽ hết cỡ rồi cho mọi người. Đó. Sạch sẽ hết cỡ rồi. Đây. Giá gỗ đây, hàng này là thơm lắm. Anh em mà thích chơi cái hàng thế, mà thích chơi cái chất ngọc am, mà phải bỏ ra cái số tiền vừa vừa mà bày về nó thơm vĩnh cửu, thì mọi người chơi những bước này. Đây. Nhìn là sướng rồi. Đây, sau tạo lá sen này. Làm cũng lâu công lắm anh em ạ. Đây. Thì sần gì đồ các kiểu con đà điểu. Từ cục gỗ rất là to, đây mình móc ra, mình móc ra, tơi ra. Đó đây là mặt sau nhá. Dáng rất đẹp. Thợ tạo thế cũng rất tuyệt vời luôn. Đây, gỗ dày mà, đây. Anh em nhìn này. Đó. Tuyệt vời luôn mọi người nhé, rất xinh. Bên này thì da còn nguyên da này. Những cái bức này anh em mua toàn 4-5 triệu đi, em xem người ta bán đi. Toàn 4-5 triệu đây. Này đục một rơi, hàng này đúng rất kỹ kỹ mọi người, nhưng mà nó quan trọng là gỗ nó rất là thơm, thơm thật sự luôn anh em ạ, thơm dã man luôn, thơm dã man con ngan luôn đấy, nghệ thuật vô cùng luôn, đẹp. Nói chung là thằng cu em thợ này nó biết bắt thế và nó biết làm ra nhìn nó ưng, nhìn ưng con mắt và nó giống hàng nghệ thuật, và cái giá nó vừa phải, giá rất phải chăng cho mọi người chơi nhé, ai cũng có thể chơi được luôn. Chiều cao là 62, chiều cao của bức này 62 mọi người nhé, cao 62 chứ không phải là thấp đâu, cả cái phần chiều rộng và chiều sâu của nó rất là nhiều. Chiều rộng là lên đến 40 phân, độ rộng 40 phân và cái chiều sâu là chiều sâu cũng rất là sâu. Sâu 35 phân anh em ạ, thơm lắm. Anh em nào chơi Ngọc Am Hà Giang thì biết hàng này thơm lắm. Mặc dù em đã vào sáp rất kỹ cho nó sạch sẽ về anh em dễ vệ sinh rồi, mà nó thơm 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 khủng khiếp luôn. Mà nó thơm ngọt lắm. Thơm ngọt nó sướng. Nghệ thuật này. Hàng nghệ thuật nó đẹp cái này cơ mà. Anh em phải bày những cái không gian nghệ thuật mà mình có 1-2. Những hàng ở nhà các bác chỉ cần bày tầm khoảng 2 bức như này thôi là nó sẽ rất là thơm. Thơm thơm cả phòng luôn đấy mọi người. Em giao lưu mọi người bức này 2.9 thôi anh em nhá. 2.9 thôi. Chia ra cho mọi người nó chỉ còn hạ 100.000 tiền si sáp. Nó chỉ còn 1.4 tiền gỗ và 1.4 tiền công thôi. 2.9 không ship anh em nhá. Giá tất cả bên em đưa ra là không ship mọi người nhé. Bức này nghệ thuật đẹp, một chút công thôi mọi người ạ, một chút thôi. Em mình chỉ xin mọi người 200.000 tiền công thôi, không dám lấy hơn đâu. Giá tầm này cực kỳ hợp lý và chất lượng phôi thì anh em cam kết cho anh em tuyệt vời. Em sẽ lật qua một chút đế, quay kỹ rõ ràng, báo giá công khai, giá chuẩn cho anh em luôn. Mà anh em chơi đồ gỗ thì nghe cái giá là biết hợp lý rồi. Đây. Anh em này toàn là những cái rễ lũa, xong mình cắt đi nó gần như là đặc xịt luôn, gần như đặc xịt luôn, nặng lắm, cục phôi 5 mấy cân cơ mà.
anh em nhìn này đấy. Và lưu ý giúp em Minh là hàng liền 100%. Đây là những cái rễ xoắn, nó là những cái rễ xoắn, lũa xoắn của hương của Ngọc Am Hà Giang ấy, nó là lũa xoắn đấy, tuyệt vời luôn mọi người nhé. 2.900.000 thôi ạ, không ship anh em ấy. Anh em ơi, hàng này thì giá nó mềm lắm rồi, em bao ship thì em không còn gì, thật sự mọi người luôn, em bao ship thì em không còn công, không còn công nặng lắm. Để em cân thử xem bây giờ khoảng bao nhiêu cân nhé, 50 cân mà làm bao nhiêu cân cắt đi. Bác ơi, bây giờ là còn 27 cân mọi người ạ. Cắt đi rồi nó mất một nửa gỗ luôn. Còn 27 cân, 7MB nó rất là nặng. 27 cân. Tiếp tục, em còn một chú mèo em sell cho mọi người nhé. Mèo cũng rất là đẹp, cũ hương. Em đang vào một lô mèo 4-5 con mèo to đẹp lắm. Con này rất là đẹp này, em sell hết cho anh em chơi. Mọi người nhìn cái thợ là bên em làm mèo này, dáng rất đẹp mọi người nhé. Anh em có thể sưu tầm bộ 12 con giáp và lưu ý giúp em là hàng liền 100% luôn. Gỗ thì nó là tuyển chọn một cái rễ hương, thợ làm rất kỹ nhá. Anh em đừng so những tác phẩm mèo chợ, nó rất là khó. Từ dáng dấp, từ khuôn diện, từ chân tay người ngợm, từ những cái phần đuôi, từ gỗ, từ đế. Có nghĩa là hàng đẹp đến 99.9%. Không dám nhận 100%, nó đẹp phải 99%. Đó. Anh em cân đối nếu cảm hợp lý thì xúc thôi. Hàng này bày nó đúng ra là một con mèo. Nó đúng là một con mèo nhé. Nhiều lơi đục thực sự là nó không được đẹp lắm. Nó không được đẹp lắm anh em ạ. Kể cả mọi người mua những cái tác phẩm mèo trên thị trường thì hình như là không có hàng như này. Vì hàng như này làm công cao. Người ta các bây giờ cả bọn em bây giờ này, những cái sản phẩm bây giờ thật sự là em, anh em biết rồi đấy, em rất là tâm đắc với những cái tác phẩm mèo cái ông thợ này ông đục. Nhưng mà gần như bây giờ là anh em những người mà chơi sành thật sự thì anh em đều chạy theo, thật sự là những người sành là ít. Mà các bác bây giờ đều chạy theo cái giá cả. Thời buổi khó khăn đều chạy theo giá cả là một phần. Và một phần nữa là anh em đều chạy theo cái chất vân. Chứ anh em cũng không để ý đến cái đường nét tổng thể của một con mèo đẹp như thế này nó như nào. Đây là một cái rễ hương. Người nhìn thì biết rất đẹp. Nó chỉ thua gỗ cẩm thôi. Nhưng cũng chia sẻ mọi người, kể cả những con mèo gỗ cẩm em bán cho mọi người, con đấy nó giá gỗ cẩm nó đắt gấp 3 lần gỗ này. Nhưng mà giá nó một con mèo gỗ cẩm cùng kích thước như này, cái giá nó chỉ nhỉnh lên con này một tí thôi. Nhưng mà do cái thợ nhà này. Đấy là chia sẻ thật. Anh em có con mắt anh em nhìn thì sẽ biết con mèo thợ nhà làm nó sẽ không thể nào đẹp bằng con mèo như này. Nhưng đối với con này nếu mà nó cùng cục gỗ cẩm như thế này mà vứt cho ông ngoài đục thì con này phải 3 triệu. Không bao giờ có giá con mèo này gỗ cẩm như này tầm khoảng 2 triệu 3 đến 2 triệu rưỡi nhé. Phải 3 triệu. Nhưng mà thực sự con mèo cẩm bằng này mà 3 triệu thì không bán nổi. Anh em không mua. Hiếm người mua lắm. Thì chỉ làm gỗ hương này. Con này em để mọi người 1.999.000 đấy. Giá sản xuất. Cao 39. Rộng 25. Và sâu 20. Nó quá tuyệt vời, quá đẹp rồi. Về chất lượng của gỗ cũng như đường nét của người thợ người ta làm, nhìn nó giống con mèo, nó thật, người ta kỹ càng lắm anh em ạ, làm kỹ càng lắm, từng móng chân móng tay anh em nhìn này, từng cái đường di nông này. Đây nó là người ta làm, cũng là người ta làm bỏ công bỏ sức ra nó đúng, người ta làm kỹ. Và gỗ nó chọn này, cái phần đuôi của mình tạo cái dáng đuôi nó đẹp này cơ mà. Cái mắt gỗ. Đây là cái mắt gỗ. 999.000 cao. Em bán giá này thì em không được đồng nào đâu.
và thực sự bây giờ những anh em mà thích những cái tác phẩm mèo này là hết, mọi người đều chạy theo cái giá thành, chạy theo cái chất vân chất vũ, chứ anh em không chơi, không tìm những tác phẩm mèo đẹp. Mọi người thường để ý cái vân hơn là để ý cái đường nét. Nhưng con này cái vân nó gỗ này quá vip này. Gỗ hương này quá đẹp rồi. Gỗ cũng quặng. Còn một bức này là xong lâu lắm rồi mới làm hàng này. Bây giờ anh em đi chơi thì lại mình em có bê được không, cố gắng xem có mình em có bê được không. Đẹp anh em ạ. Ngũ phúc năm trẻ mọi người nhé, hàng gỗ to. Tạ 6 tạ 7 gỗ cắt đi đẹp. Lên được cho anh em một con tùng liền 100% luôn. Quá đẹp luôn. Xuất sắc. Này nhà bác nào không gian to to một chút thì mọi người bày nhé. Cái bức này nó khá rộng ngang, cái chiều ngang của nó cũng khá là rộng. Bê bức này xong quả luôn anh em, đẹp. Lâu lắm mới có một cái bức tùng đẹp, đứng tùng. Mọi người lưu ý giúp em là tùng liền anh em nhé. Tùng liền các bác ạ, chất lượng tuyệt vời luôn. $5,500 tiền gỗ rồi. Mọi người, gỗ to mà để làm tùng liền này chấp nhận đấy. Anh em ơi, anh em muốn chơi một cái sản phẩm để đời. Mọi người muốn chơi một cái sản phẩm để đời để dành những con cháu mai sau. Những cái bức mà nhắc đến chúng ta dùng một từ là liền. Chứ còn anh em muốn chơi đồ như thế này, có thể to hơn được. To gấp 3 gấp 4 lần, gỗ hương những cái bức đứng tùng to gấp 3 gấp 4 lần như này gỗ hương có. Nhưng mà nó là hàng chắp ghép bét nhỉ. Hàng đấy thì thật sự là nó không có giá trị, nó thật đã tên là chắc thì anh em mình dùng là làm gì có giá trị bằng hàng liền. Cái bức này từ khuôn diện đến tổng thể đến dáng dấp tất cả mọi thứ thợ đều làm rất là cân, bởi vì là cắt gỗ đi để mà nó cân đối những cái phần nhà xòe mình cắt hết đi, và nguyên một gốc hương ta luôn. Hàng này nó cũng không có nhiều đâu mọi người ạ, nhiều khi anh em muốn tìm một cái sản phẩm này nó cũng có, thi thoảng gặp thôi. Phần tùng làm 3D rất đẹp luôn nhé. Bố em xin phép đo kích thước cho anh em. Gỗ thì quá sáng, quá hồng, quá đẹp rồi. Hàng gốc mà không có mắt mấu gì. Tuyệt vời luôn. Lâu lắm có bức. Trước cái hàng này thì cũng khá là nhiều. Những cái năm trước cái hàng này thì nhiều anh em ạ. Và đến bây giờ gỗ hương kiếm được những cục to mà liền này mà gỗ gốc không còn, mà giá thì càng ngày càng giá trên trời luôn. Bọn em cố gắng hết sức. Cao 89 mọi người nhé, chiều cao 89, đẹp lắm. Anh em cố gắng chơi những bức này là tuyệt vời. Giá cũng mềm, rộng là 56, và chiều sâu số 32. Nguyên một cái bạch gốc
số 32. Cái này thì công đổ rất là nhiều mọi người. Công đổ rất là nhiều. Cái hàng đứng là bao giờ cái tiền công nó cũng rất là cao so với hàng ngồi. Hàng ngồi có những bức to hơn bức này nhưng mà giá nó rất là mềm. Hàng ngồi bao giờ cũng rẻ được cái tiền công. Hàng đứng bao giờ rất là đắt công. Và thứ hai là cái phần hàng đứng tùng nữa thì nó càng nhiều công. Những cái bức như này anh em mua trên thị trường thì giá sim đó tầm khoảng 11 đến 12 triệu bức to như này. Nếu hàng liền nha mọi người nhé. Thật phù như này. Em Minh cố gắng để cho mọi người cái giá nó hợp lý một chút. Bức này nó quá chất lượng. Lâu lắm mới có mọi người. Anh em có công nhận em bức này đẹp không? Thật sự là đẹp mọi người ạ. Đẹp thật sự. 9 triệu rưỡi không ship anh em nhé. 9 triệu rưỡi không ship cho anh em mà nhìn tay. Để em quay một chút vào sau đi. Đây em sẽ quay cái phía kiểu này mọi người nhé. Bởi vì nó vướng. Nó vướng vào tường. Đây. Nó 5 triệu rưỡi tiền gỗ rồi. Nguyên cái gốc cắt moi móc đi cho mọi người nhé. Tùng liền anh em nhé. Tùng liền anh em ạ. Tùng liền. Nguyên cái gốc cắt moi móc đi cho anh em chơi. Đấy. Ok cho mọi người. Tuyệt vời. Bức này tuyệt vời đấy mọi người. Ai yêu những cái bức đứng to như này. Ngang nó to. Ngang 56 gần 60 là rất là to. Nó được cái bề ngang to. Và cái cây bên trên là nó cân đối. Nó không bị quá thừa thãi. Ok, tuyệt vời mọi người nhé. Đẹp anh em ạ. Mọi người cứ ngắm kỹ đi. Em cứ quay kỹ từ từ cho anh ngắm. Anh em ngắm một kỹ. Giá 9 triệu rưỡi mọi người nhé. Cao 90, rộng 56 và sâu là 32. Hàng liền nguyên khối. Bây giờ tìm những cái bức đứng tùng liền này khó lắm ấy. To như này khó lắm. Quá lắm anh em ạ. Chất gỗ thì không phải nghĩ đâu. Cực kỳ sáng, màu đều và đẹp luôn. Cho anh em chơi. Đục 5 trẻ nhé. Moi móc hết ra. Moi móc hết ra. 1, 2, 3, 4, 5 trẻ. Đục moi móc hết ra cho anh em chơi yên tâm. Ok. Được rồi nhá. Clip của em nay buổi sáng ngày thứ 7 cuối tuần xin dừng đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc anh em luôn vui khỏe, mạnh khỏe và bình an. Thân tâm an lạc, vạn sự bình an và thành công trong cuộc sống. Yêu những cái sản phẩm gì thì cứ liên hệ với em mọi người nhé. Em xin chào và xem clip thứ hai giờ anh em xin nút like. Anh sẽ đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ em mọi người nhé.